Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bí Kíp Luyện Rồng. Và tập trước thì mình đã có chế tạo cho mình một cái bộ đồ giúp cân bằng nhiệt độ và tích hợp sẵn vào cái bộ giáp đồng hoang dã này rồi. Vậy là mình đã có thể chống chọi qua cái mùa đông lạnh giá này. Bên cạnh đó thì mấy em rồng nguyên tố của mình á, mình đã dắt hết vào trong những cái amulet để ngủ đông. Riêng bé rồng xanh lai thì mình sẽ cho ra ngoài và dùng kéo kim cương để cắt vải. Nhưng mà vải em ấy vẫn chưa hồi nữa. Và hiện tại thì mình chỉ mới có 23 cái vải rồng thôi. Một xíu cái nào em rồng xanh lai hồi lại vải á thì mình sẽ ra ngoài và cắt nha. Trong lúc chờ đợi á thì mình sẽ chế tạo một vài thứ mà mình vừa mới tìm ra, chẳng hạn như là một cái váy nha. Trước giờ toàn là mình mặc quần, áo giáp các kiểu không à. Hôm nay mình sẽ thử mặc váy trong Minecraft xem nó như thế nào. Và công thức của nó thì mình cần phải có kim cương nè. Thứ hai đó là chỉ. Và đặt theo công thức đó chính là một sợi chỉ ở phía trên cùng, sau đó bao bọc phía dưới bằng những cái viên kim cương. Đó, vậy là mình đã tạo ra một cái váy kim cương rồi. Không biết váy kim cương nó sẽ như thế nào nữa. Để giờ mình sẽ thử mặc vào nha. Ui, nhưng mà mùa đông mặc váy thì nó không thích hợp cho lắm nha. Nhưng mà thôi kệ, mặc thử vô. Đây, mặc gì luôn nè. Ui, kỳ quá à. Cái váy có mặc bên đây được không? Ừ, cái váy cho bên đây em được. Ui, lần đầu mình được mặc váy trong Minecraft luôn á. Và độ bền của nó cũng như là cái chất lượng á thì nó sẽ tương tự so với cái quần kim cương nha. Chỉ có điều cái hình dạng của nó thì sẽ đẹp hơn thôi. Và giờ mình sẽ thử mặc vui một set đồ kim cương coi như thế nào. Trong này mình nhớ là còn nón kim cương nè, áo kim cương cũng như là ủng kim cương. Rồi mặc vô thử nha. Ui, cũng được quá chứ. Cũng đâu có tệ đâu. Cái này thích hợp cho mấy bạn nữ hơn á. Mấy bạn nữ mà có chơi Minecraft có được cái váy này chắc sẽ rất là thích cho coi á. Nha, mặc vô vẫn full cái thanh giáp bình thường. Và em rồng có reset vậy chưa? Đó, cắt được rồi. Và giờ thì mình có tới 27 cái vải rồng xanh lai lận á. Nên bây giờ thì mình sẽ vô trong nhà chế tạo giáp thêm một lần nữa. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước cái nón đi. Ui, một cái nón màu hồng luôn. Một cái áo thì sao? Vẫn tiếp tục là màu hồng. Cái đến là cái ủng đi. Và cuối cùng là một cái quần. Rồi, vậy là mình còn dư tới tận ba cái vải rồng lận á. Vũ khí của mình thì mình đang xài kiếm rồng. Hay là mình chế tạo luôn một cây kiếm bằng vải rồng xanh lai nhờ, cho nó đồng bộ luôn. Cũng được á nha. Rồi làm thử luôn nào. Và cây kiếm rồng nguyên tố thì nó sẽ có sức tấn công đó chính là 9 lận. Ồ, nó thua cái này 0.5 đam thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình có thể enchant lên á. Wow, được thiệt sự nha. Rồi giờ thì tạm thời cất cái set đồ kim cương này vào đi. Và chắc mình sẽ treo lên đi. Mình nhìn set đồ đó cũng khá là đẹp đó. Đây, treo lên trên nè. Cùng với set đồ rồng hoang dã lửa luôn. Đây, mình sẽ treo set. Ý, mình treo lên chứ. Treo lên bên này. Chỉ có đúng set này là mình thích nhất thôi. Tại vì chất lượng nó khá là tốt á. Còn bên này thì mình sẽ treo đồ kim cương nha. Đây sẽ là cái căn phòng trưng bày của mình đó các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại chưa có nhiều cho lắm. Đồ kim cương thì treo hướng bên đây đi. Đó, treo lên. Ui. À, treo lên rồi. Giờ thì mình sẽ mặc thử set đồ rồng xanh lai vào nè. Rồng xanh lai thì mình nghĩ rồng xanh lai đực á thì nhìn nó sẽ ngầu hơn. Còn cái này nó màu hồng nhìn nó hơi nữ tính một xíu á. Nhưng mà thôi kệ đi, có dùng tạm cũng được. Giờ thì mình sẽ thử enchant lên một tí nha. Đầu tiên thì mình sẽ enchant cái nón nè. Đối với áo giáp thì tốt nhất chúng ta nên nâng bảo vệ cấp độ cao nhất nè. Cái đến đó chính là chậm hỏng không ta? Nhưng mà ép chậm hỏng nó tốn nhiều điểm kinh nghiệm quá hả? Thôi tạm thời thì mình dùng đúng cái dòng bảo vệ thôi cũng được. Chỉ cần bảo vệ thôi là cái khả năng phòng thủ nó cũng đã rất là cao rồi. Và nếu như mình có nhiều vải hơn thì chắc mình sẽ thử may mắn một xíu á. Bằng cách thay đổi chất lượng nó xem như thế nào. Chẳng hạn như cái nón là cộng 0.5 giáp khá là ổn nên thôi mình sẽ không thay đổi chất lượng. Cái áo cũng vậy. Quần thì chưa có chất lượng nè. Ok, thay đổi cái quần đi. Đừng có trừ tốc độ nha. Mình giống gà tồn hay đập bát ra giảm tốc độ không à. Đập nè. Lần này chắc chắn sẽ không ra nữa đâu. Mình không tin là mình đen đến vậy. Ui. Ui, chơi trừ tùm lum vậy. Không giảm tốc độ bây giờ nó trừ quá trời luôn rồi. Ui, nó trừ giáp này, trừ độ bền và trừ cái khiên phép thuật nữa. Ơ, chơi kỳ vậy. Thôi cắt thêm vải đi. Cắt được chưa?
Ui cắt được rồi nè, có ba cái vảy luôn. Giờ lên trên thay đổi chất lượng một lần nữa nào. Ít ra cần cần phải cho người ta thêm một cái gì đó chứ, là sao lại trừ như vậy, không thích tí nào đâu. Rồi đập lại nè. Nó cái này thì cho nhảy cao, nhưng mà nhảy cao thì không cần thiết quá đối với mình á, rồi mình sẽ đập thêm một lần nữa. Ừ, cộng 0,5 giáp là ok rồi. Với 4 món như vậy á thì mình sẽ cộng được tới 2 giáp lần á các bạn ơi. Rất là xịn luôn nha. Vậy là bây giờ cái giáp rồng này có thể cho mình khả năng phòng thủ khá là cao. Bên cạnh đó thì kiếm thì vẫn chưa được enchant. Và mình nghĩ rằng kiếm nếu được enchant cái dòng mà Advanced Sharpness đó thì sẽ lên tới mười mấy đam lận á. Ghép thêm nhạc nữa hoặc là quét cạnh chẳng hạn thì mình có thể đánh được nhiều quái hơn trong cùng một lúc. Ồ được được á. Đây mình sẽ cho vô đây và enchant luôn. Đầu tiên là Advanced Sharpness nè. Advanced Thorn Sharpness đây đây. Enchant một lần tới gần 2000 điểm kinh nghiệm lận á. Hơi hơi chát một xíu nhưng mà nó sẽ lên tới 15 sức tấn công. Wow, nhiều thiệt sự luôn. Coi nào còn cái dòng nào nữa không ta. Cái này mình nhớ còn nhiều dòng lắm, hay hay lắm á. Chà máu mấy chắc không cần đâu, đồ vải rồng nguyên tố thì khỏi phải nói rồi. Cực kỳ ha, lâu hư luôn. Cái này là gây cháy, mình nghĩ là mình không có đủ kinh nghiệm. Gây cháy không đủ thì thôi, mình sẽ ép đâu rồi ta? Cái Light Steel á các bạn ơi. Light Steel hôm trước mình có ý Crystal Strike đánh chí mạng hả? Ui cái này có cái dòng đánh chí mạng nữa nè. Wow, Light Steel nè, vẫn thiếu điểm kinh nghiệm. Hình như ở phía dưới nhà mình có một ít cái chai kinh nghiệm thì phải á. Để giờ mình sẽ xuống dưới mình kiểm tra coi. Mình nhớ trong này mình có vài chai kinh nghiệm nè. Ủa? Hay là mình dùng hết? Ở đây nè, còn 4 chai nè. Ui, có thêm kinh nghiệm. Hy vọng là đủ để ép cái dòng Light Steel. Có dòng đó thì mình sẽ có khả năng hút máu á. Đâu rồi, Light Steel đâu rồi? Light Steel. Gần tới hay phải. Đây đây đây, Light Steel nè. Ý, ép nhẹ một cái. Light Steel một thôi thì nó cũng có một xíu hút máu rồi. Đỡ phải ha, hồi máu hay là dùng đồ chữa thương á. Giờ thì mình sẽ ăn cho no bụng trước và chuẩn bị thêm một vài thứ trước khi bắt đầu nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay. Đó chính là đánh rồng Ender nha. Nãy giờ thì mình chưa chuẩn bị táo vàng hả ta? Đây, mình có hai trái táo vàng Enchant. Mang thêm ít trái bình thường nữa. Để có gì mình còn ăn và tăng cái khả năng hồi phục. Vải rồng dư thì mình sẽ cất lên trên để có gì sử dụng tiếp. Cúp thì mình vẫn dùng cúp rồng Nether, nỏ thì nỏ kim cương, đồ lọc nước cần mang heo nè. Còn rồng hả ta? Mấy bé rồng đang ngủ đông mình nghĩ nên nên mang mấy em theo nhờ. Ba em đi, rồng lửa nè, cũng như là rồng Nether. Đây là rồng có thể nói mình khá là thích nhất, cùng với em rồng Sunlight của mình là được rồi. Kế đến á, thì mình cần phải chuẩn bị thêm một ít cái chai nữa để mình còn lấy cái hơi thở của rồng á. Mình nhớ là mình còn khá là nhiều những cái chai thủy tinh ở trong này à, tới mà gần 30 chai lận nhưng mình chỉ đem theo 15 chai thôi à, và như đây thì cũng khá là đầy đủ rồi đúng không? Là bây giờ mình sẽ làm một ngụm nước cuối cùng cũng như là múc theo thêm để dự phòng á. Rồi mình sẽ bắt đầu lên đường nhá. Ở dưới DN á thì cái độ sáng của nó rất là kém các bạn ơi, phải có thuốc nhìn trong bóng tối thì mới dễ dàng quan sát được. Nên bây giờ thì chắc mình sẽ dành ra một vài phút á để chế thuốc nha. Một vài loại thuốc nhìn trong bóng tối thôi để tăng khả năng quan sát hơn chứ tới tươi à, thấy đường hay xá đâu mà quánh nhau đúng không? Mình vừa lên trên để lấy một quả cà rốt xuống dưới này á để làm một trái táo vàng và chế tạo thuốc nhìn trong bóng tối thôi các bạn ơi. Và giờ thì mình chỉ cần cho vô đây để nó tạo ra thuốc nhìn trong bóng tối nhá. Bên cạnh đó thì cần phải có một cái bọc redstone để tăng cái thời gian mà mình nhìn trong bóng tối lên. Và nãy á mình cũng có cắt thêm một ít cái vải rồng. Úi. Ủa cắt lần có được hai á ta? Là cắt thêm lần nữa coi. Mình cần thêm vải rồng để làm một ít chuyện á. Nhưng mà giờ chưa kịp hồi vải và thuốc nhìn bóng tối đã xong, mình sẽ cho redstone vào nhá. Thôi kệ đi, có hai thì dùng hai thôi. Mình định thay đổi chất lượng của cây kiếm một xíu á, vì cái cây kiếm rồng xanh lai của mình nó vẫn chưa có chất lượng nè. Làm một tí cái vận may coi nào. Úp. Nó cộng thêm tốc độ tấn công và cái tầm đánh nữa. Úi có kìa, đánh siêu nhanh luôn á. Thôi tạm thời thì mình dùng cái chất lượng này đi chứ không nên tham quá đâu. Mấy lần trước á mình muốn có dòng tốt hơn, đập ra một cái toàn bị trừ đó hả. Và thuốc nhìn trong bóng tối của mình đã nấu xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ mang nốt những thứ này và đi đến chỗ của cái Stronghold nhá.
Bye bye mấy bé sói trước nha. Mình đi đây và mình sẽ cho ăn trước đi. Ấy, ủa sói không ăn cá hả? Ủa giờ mình mới biết luôn á. Trước khi đi mình sẽ cho mấy bé ăn trước đi. Đây, cho ăn nè, ngồi xuống, ăn ngồi xuống, ăn ngồi xuống. Rồi, giờ thì đi thôi nào. Bye bye mấy bé nha. Và để xuống dưới được thì mình cần phải kích hoạt nốt luôn cái đã. Ở trong này mình còn thiếu ba cái con mắt hả? Nên mình sẽ lấy thêm một cái ngọc Ender, một cái que quỷ lửa và đổi ra thôi. Đây, bột quỷ lửa. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy con này dám quýnh mình, dám quýnh mình. Ây da, chưa chưa đánh rồng nữa đã bị quái vật lạ tấn công rồi. Chắc là nó chui từ cái đám nhum nham này ra nè. Thiệt tình mấy con quái á. Rồi gắn vô. Ủa? Ủa mình thiếu hả ta? À hình như mình thiếu mắt thì phải. Đây mình sẽ làm nốt con mắt nha. Và đi xuống dưới luôn thôi. Gắn vô cái nè. Cổng đã được kích hoạt. Và cái này thì mình không cần, mình sẽ vứt vô nè. Vứt vô nè. Đây là toàn bộ những gì mình cần. Vũ khí mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng xuống dưới luôn nhá. Rồi chuẩn bị nè, đi xuống dưới. Và hy vọng rằng chỗ xuất hiện của mình có đẹp đẹp một xíu để có gì mình còn dễ thở nhá. Chứ xuất hiện giữa đảo không là toang đó. Ui thì kìa. Ui làm gì có. À hay là mình cưỡi rồng ra cũng được mà. Mình có mấy bé rồng mà sợ gì. Đây cưỡi rồng lên nè. Và chuẩn bị cho rồng chiến đấu thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải phá hủy mấy cái and restore này trước cái đã. Phá hủy mà cắt. Ê ui sao mình bắn trúng mấy rồng của mình. Ủa đang bay không bắn được à. Ủa. À không 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 không. Mấy con quái kia bắn bé rồng mình chứ không phải là mình bắn trúng. Thì ra là vậy. Chưa, để mình làm cái thuốc nhìn trong bóng tối. Uống thuốc nhìn trong bóng tối trước cái đã. Chứ nãy giờ tối thui không thấy đường bắn gì trơn á. Rồi nó đỡ tối hơn xíu rồi nè. Giờ thì mới thoải mái bắn. Phá hủy trước một cái rồi. Phá hủy nè. Bắn mất máu con rồng luôn chứ. Tuyệt tuyệt tuyệt. Bắn thêm một cái nữa. Mấy rồng chịu khó chịu đau xíu đi. Anh bắn hết mấy cái này xuống dưới xác nó cài cho mấy con kia. Bắn một cái nữa. Ấy ấy không trúng không trúng. Bắn nè. Đó. Còn khoảng 4 đến 5 cái không. Phải lên nữa thôi em ơi. Cố lên nào. Thêm một cái bên kia nữa. Còn cái nào. Cái này à đây 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 có vài cái nó được bao bao bọc rất là kỹ bằng cái lớp hàng rào cũng như lá diệm thạch á. Chẳng hạn như cái này nè, mình phải đáp xuống và dùng cúp để đập ra thôi. Mình sẽ chuẩn bị sẵn amulet để bắt lại bé rồng. Canh cho chuẩn nào, không thôi té dưới. Rồi. Ui. Ui không không ổn không ổn không ổn. Ui. Ai, à, à. Ui mới đáp xuống mà có con quái vật nó tấn công rồi. Ai ai ai. Ui. Ui dí 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 ghê vậy. À, dí 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 mình nè. Ui con này nó ghê vậy. Ui ở đây nhiều quá giờ kêu quá. Không ổng không ổng ổng bay lên bay lên bay lên lại. Đi lên đi lên đi lên. cái chỗ đó đâu mất tiêu rồi ta. À đây 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 đây. Không ổn rồi không ổn rồi. Ôi vẫn không đáp lên được. Ôi no. Không đáp lên được mà sao lại đáp được. Làm lại mình không tin lần thứ ba này lại thất bại nè. Đây lần này mình sẽ cẩn thận hơn đáp trên này trước đó, rồi sau đó bắt một cái chấn thật là xa để nhảy qua bên kia nhá. Lúc nào cũng vậy, đánh rồng là phải phá hủy cái mấy cái pha lê trước á, để không hồi mình đánh bao nhiêu nó lại hồi máu bấy nhiêu à. Rồi nè chuẩn bị nè, bật chấn qua kia và đập nhá. Nhảy thôi, nhảy qua thêm một lần nữa, đạp xuống. Gì mới được, đừng nổ chết nha, đừng có nổ chết nha. Xong rồi còn cái nào nữa ta. Ôi bên kia vẫn còn một cái chưa được đập nữa kìa. Cởi bé rồng lên đây thêm một lần nữa. Đừng đừng có tưởng bao bọc như vậy là không mình không đập được. Đừng có đùa với mình. Một cái chấn thì là sai giống như hồi nãy nè. Chuẩn bị đi thôi. Nhảy nè. Nhảy thêm một lần nữa nè. Đáp lên luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tìm cách nhảy lên trên trước. Và ấy ai. Ui ui ui. Ai 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 bị kẹt rồi. Ui ở dưới là nó nổ gần chết đó, không được đâu. Ăn miếng cá coi để cho nó đỡ sợ. Và đập ra. Đừng có cháy nữa. Ui ui. Đập hụt. Bắn 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 đi. Bắn nè. Rồi 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 rồi. Vậy là còn cái nào nữa không. Ui trong cái con Enderman nó vẫn còn. Ê. Ui lấy 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 lấy. Lấy hơi thở lấy hơi thở. Càng nhiều càng tốt. Đúng rồi bắn đi. Một lọ nữa thôi. Bắn ta thêm một lần nữa để ta lấy nốt nào. Nãy giờ được 12 lọ rồi các bạn ơi. Ủa? Hình như có gì đó sai sai.
À đúng rồi, nãy mình dùng ra ba loại để làm tốt nhìn trong bóng tối rồi. À, giờ thì mình sẽ qua. Ê, nó bắn kìa. Trời ơi, nó bắn rồi. Ủa con rồng bắn cũng hụt nữa. Rồi à, giờ mình sẽ cởi nốt bé rồng này qua đây để đập cái spawner nha. Ủa cái pha lê nha. Lấy lại bé rồng nè. Rồi xuống dưới thôi. Đâu rồi ta? Ui trong đây còn có mấy con bọc mút nữa à. Ui. Có mấy cái này thì mình sẽ lấy thêm về. Ấy. Ui con kia đập hết miếng rồi. Trời ơi có vài bọc mút cũng ăn cắp của người ta nữa. Ui có vàng nữa kìa. Đập nè. Đập nè. Nó đầm cái bể hai luôn. Và xuống đây lấy nốt có vàng nào. Một khối, hai khối. Ui. Cái này bị bể rồi. Ai 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 ai. Ui cái pho tượng này cũng có bảy nữa. Hết hồn hết hồn. chơi đặt bẫy người ta thấy người ta thích vàng cái đặt bẫy liền. Kệ okay, dù sao mình cũng lấy được vàng trong này rồi. Và giờ mình sẽ đi ra ngoài chiến đấu với con rồng này nhá. Ấy ấy. Ui nó tấn công xuyên tường. Con này liều đấy. Mình sẽ chuẩn bị ba bé rồng ra trước. 1 2 3. Rồi đủ rồi nha. Và ra đây chiến đấu thêm mới. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi đứng lên ngồi quẩy thôi mấy em. Cho các em tổ sức khỏe đó, mình tập trung vào đánh con rồng thôi. Hy vọng mấy em ấy sẽ giúp mình đánh bại những cái con quái linh tan tinh ở phía dưới. Nhưng mà khoan, chắc mình sẽ dành ra hai em để đánh dưới thôi, còn một em mình sẽ cưỡi nha, để dễ dàng tấn công con rồng hơn. Vừa ở đây là mình phải tấn công nè. À nó vẫn còn, nó vẫn còn. Chưa chưa chưa, nó vẫn còn các bạn ơi. Ủa đâu rồi ta? Cái pha lê hồi nãy mình thấy còn đâu nhờ? À đây nè, đây nè, đây nè, mình thấy rồi. Vẫn còn một cái nó giấu bên đây. Thảo nào, mình thấy, mình đánh rồng nó không có bị mất máu á. Đi lên trên liền. Không biết có trèo lên trên được không nữa. Nè, nó nằm phía sau cái cục này nè. À, đập ở dưới được không ta? Ừ, đập được. Đập được thì đập luôn. Rồi, giờ thì mình đã dọn hết mấy cái. Ê, bé rồng mắc kẹt. Đừng mắc kẹt em ơi. Ok, ok, được rồi. Giờ mình đã dọn hết những cái... cái gì ta, cái Palen rồi. Và giờ bé rồng của mình đang giết con rồng Ender kìa. Đúng rồi, cạp nó đi. Cạp nó đi em. Em ở dưới thì lo mấy con quái ở phía dưới nha. Đúng rồi, cạp nó, bay theo. Bay theo và cạp nó đi, mình sẽ đứng ở trên để bắn viện trợ. Rồi, cái rồng Nether muốn đi đâu thì đi. Đơm con rồng này cũng được. Bắn nè, một hit. Đúng rồi, dí cắn nó đi em ơi. Ừ, bé rồng xin la mình theo háo chiến ngay luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, chết. Đúng rồi, bay đi, trợ giúp người anh em đi. Coi con bé rồng mình đang dí nữa kìa. Cắn đi em. Đúng rồi, cắn đi. Đây mình sẽ trợ giúp. Bay qua đây hả? Ốc. Cái rồng mình dính trưởng rồi. Đừng ở đây em ơi. Đi đừng, mà kệ anh. Đây mà hồi dính là thở của rồng chết queo á. Đúng rồi, bay theo đi. Ủa, còn một em nữa đâu? Ê khoan. Ờ, còn một em ở dưới. Hình quá, tưởng đâu hy sinh rồi chứ. Giờ mình sẽ qua đây. Ấy, mình mới xuống mà. Mình mới xuống, cái con rồng nó bay nữa rồi. Mình sợ bắn trúng mấy em rồng của mình quá. Đây, cho anh mượn cửa anh lên trên này anh bắn coi. Mình chỉ làm xạ thủ thôi các bạn ơi. Còn việc tấn công hay dọn dẹp ở dưới thì để cho mấy bé rồng của mình. Rồi, mình sẽ làm xạ thủ bắn tỉa nha. Con rồng này nó troll mình hay sao á. Lúc mình định xuống dưới thì nó lại đáp. Mà bây giờ lên đây. Đánh người nè. Đánh thốn rồi. Mấy bé rồng mình đang dí lại con rồng Ender kia. Mình sẽ bắn viện trợ. Ấy bắn hộp thôi. Cố lên. Cái cảnh này téo à. Tự nhiên một con rồng từng hay làm vua ở chỗ địa này bây giờ lại sợ mấy bé rồng của mình á. Rồi đây là cơ thời cơ để mình có thể đáp xuống và đánh nó. Đánh nó nhanh lên. Tránh nó mất máu. Ủa tránh nó hồi máu chứ. Cẩn thận mấy em ơi. Không biết mấy bé rồng mình có chịu nổi không nữa. Nhưng mà hy vọng mấy bé rồng mình có thể chịu nổi. Rồi giờ thì cưỡi lên em rồng và đi lên trên này tiếp. Tôi thua rồi, uống thuốc vô. Đó, sang trừng lại và tiếp tục thôi. Đáp lên đây thì một lần nữa nè. Đó, mình đánh một. Con rồng đi. Không thích đứng yên, để người ta đánh nè. Đi đâu mà dội mà vàng. Mới đáp xuống chưa được thêm một phút nữa đã đi rồi. Thì cái tình á, mình sẽ bắn nó từ xa luôn. Bắn rồi nè. Ây, ao. Nó còn có gần 1/3 cây máu rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắn nó nốt. Bay đi đâu, bay đi đâu. Bây giờ mình đang dí rất là kịch liệt luôn.
bay đi đâu nè? Ủa còn hai em kia đâu? Không dí theo nữa hả? Ủa hình như mệt hay sao rồi? Ê! Ôi trời! Ê dù, dù. Thôi kệ xuống đây đi, quýnh con rồng này cũng được. Đánh lẹ, đánh lẹ. Ôi chưa kịp đánh nó bay tiếp nữa rồi. Con rồng ở đây á, nó đáp xuống đất không có lâu như mấy con rồng bình thường đó mọi người. Ôi bị mấy con chuột hành tinh tấn không? Ui mấy con chuột hành tinh nó sợ ghê á. Ui suýt nữa thì mình ngõm củ tỏi rồi. Chắc bây giờ mình phải chữa thương lại xíu các mọi người. Và mấy bé đồng tranh thủ xử lý con rồng nó đi. Để không hôn một hồi anh giết luôn á. Cơ hội cho mấy em thể hiện đấy. Rồi giờ mình sẽ chữa thương một xíu nha. Và tiếp tục bắn con rồng thôi. Dám bay qua để quýnh bé rồng của mình. Con rồng hổng sượt. Cặp nó đúng rồi, cặp nó đi em. Cặp nó, cặp nó. Ừ 3-1 không chột cũng què. Con rồng này hôm nay không thể sống sót được rồi. Mấy bé rồng mình đang dí quá trời kìa. Dí nè, dí rồi mình sẽ bắn tiếp. Bắn nè, một hit nữa. Mình sẽ bắn chặn đầu nó. Nhưng mà con rồng này nó bay lắc léo, với lại khi mà mình định nhảy xuống đi đánh cận chiến nó như vậy nè. Thì mình vừa xuống thì nó lại bay tiếp nè, các bạn xem đi. Ê, đánh lẹ. Nó sẽ bay đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kết liễu với luôn. Chết đi. Xong rồi. Vậy là mình đã có thể đánh bại được con rồng Ender này rồi các bạn ơi. Cùng với mấy bé rồng của mình. Rồi nó đang bị tan biến á các bạn ơi. Và rất là nhiều kinh nghiệm nó đang rơi xuống nè. Nhặt. Ui kinh nghiệm lên kìa, các bạn coi thanh kinh nghiệm kìa. Cấp 7 mấy rồi. Nhặt thêm vải rồng. Được 80 mấy luôn, 83 luôn. Bên này còn một vài món đồ là mình có thể nhặt tiếp. Nhặt vô, loot bag lụm luôn. Còn rất là nhiều kinh nghiệm từ mấy con quái vật khác nữa nên mình sẽ nhặt nốt nha. Đây, và những cái loot bag mà mấy bé rồng mình tiêu diệt mấy con quái rơi ra nè. Ui, đầu quy đờ nữa. Ủa con quái nào mà rơi ra cả đầu quy đờ vậy ta? Thôi mấy em ơi, đủ rồi. Nhiệm vụ đã xong, em hoàn thành tốt lắm. Giờ mình chỉ cần cho mấy em mấy vô trong thôi. Đừng ham quấn mấy con này. Tạp riêu đấy, để anh xử được rồi. Ai, còn cá amulet nữa đâu. Ở đây nè, em rồng xanh lại vô trong em ơi. Rồi đủ vui rồi. Giờ thì mình có thể trở về nhà rồi đó. Nhưng mà mấy con này thì mình phải xử. Nhóc ác này, không cần em rồng ra tay đâu, mình cũng ra tay được. Và lụm nết cho thôi. Thịt lụm nè, xác không cần cũng được. Lụm này, lụm kinh nghiệm nữa. Giờ 84 kinh nghiệm hả ta, về anh chan chắc sướng lắm. Ý, con này, không sượt. Thôi, đủ vui rồi. Mình không muốn hy sinh bất cứ một lần nào khi ở dưới này đâu. Và còn một cái trứng rồng mình cần phải lấy nữa chứ. Mình sẽ nhặt vô tạm thời đi. Có nhặt được cái đứa không? Rồi, được cái đứa rồi. Lấy nhanh cái trứng rồng rồi về nè. Rồi đập ra. Rồi lượm cái trứng rồng, chạy thôi. Hoàn thành nhiệm vụ. Về nhà. Vậy là đã xong rồi. Và như vậy thì mình đã đánh bại được rồng Ender. Và bây giờ thì mình sẽ trở về nhà cũng như là nghỉ ngơi một xíu để cho nó hợp một vết thương và tiếp tục cái công việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Hiện tại bên ngoài đang có một cơn bão tuyết các bạn ơi. Và giờ mình mới chợt nhớ cái bé kỳ lân biển của mình á, mình vẫn còn để ngoài mà chưa có dắt vô trong nhà. Đâu rồi? Ủa bé kỳ lân biển mình đâu rồi? Ui bé, hình như bé kỳ lân biển mình bỏ đi rồi. Qua đây xíu coi có loại qua đây không. Ui đừng nói mất bé kỳ lân. Ê đây. Phải không? Đúng rồi, bé kỳ lân biển bên đây nè. Hết hồn tới đâu, bé kỳ lân biển bỏ mình đi rồi chứ. Thì tình luôn á, mình quên mất là bé kỳ lân biển vẫn còn ở ngoài. Trời, mùa đông các bạn thấy tuyết rơi dày đặc như vậy, để ngoài thì tội nghiệp lắm. Ê. Đi lọt hố mất tiêu rồi, đừng lọt hố nha. Rồi mình sẽ dắt gần vô nhà mình mới được. Biết cái cửa nhà mình bé có chui vô được không nữa. Nhưng mà chắc mình sẽ tạm thời dắt vô trong đi cho nó an toàn. Cái này không được thì không, mình sẽ chịu khó đập ra cũng được. Một xíu mình gắn lại sau nha. Đây, đập ra nè. Cái này thì mở ra. Rồi em vô coi vô được chưa. Cái này thì sao? Không được luôn. Không được thì đập nốt cái này. Mấy cái này thì mình có thể dễ dàng gắn lại á, nên cũng không cần quá lo lắng. Rồi, tạm thời vô trong nhà đi. Đó, vậy là tất cả con vật nuôi của mình đều đã được vô trong nhà một cách an toàn. Và cửa thì mình sẽ gắn lại như vậy. Đó, vô trong nhà là khác liền đúng không? Khi nào cần, thực sự cần á, thì mình sẽ dẫn bé rồng biển đi. Ủa bé kỳ lân biển ra ngoài sau. Và giờ thì trời không biết tối chưa nữa. Để mình coi ngủ được chưa. Để mình điều trị vết thương cái đã chứ đánh rồng xong. Giờ về người hay bấy vết thương hết á.
Giờ vẫn chưa ngủ được thì thôi, giờ mình sẽ đợi đến khi nào ngủ được thì mình ngủ một giấc nhá, rồi sáng tỉnh dậy thì mình sẽ tiếp tục công việc trong ngày hôm nay nha các bạn. Đợi một lúc mà mình thấy cơn mưa tuyết này cũng không hết, với lại trời vẫn chưa tối các bạn ơi, nên mình quyết định ra đây để cho nàng tiên bướm chữa trị vết thương cho mình luôn. Và hiện tại thì vết thương nó cũng lành rồi nè. Mình đã có thể tiếp tục chiến đấu rồi đó. Bên cạnh đó thì mấy bé rồng của mình sau khi chiến đấu thì coi nào. Mình sẽ đặt tạm dưới cái mái nhà của mình đi. Em rồng Nether thì hồi đầy máu rồi. Rồng lửa cũng đã hồi đầy máu. Và bé rồng xanh lai thì sao? Cũng đầy luôn. Vậy là trong lúc mình cho vô trong này ngủ đông hay là nghỉ ngơi thì mấy em ấy cũng tự chữa trị vết thương á các bạn ơi. Rất là hay luôn á. Tạm thời thì cho vô trong nghỉ ngơi nè. Lần này khi đấm phá thì mình sẽ dẫn thêm 4 em còn lại, vì nãy giờ chưa được đi chiến đấu cùng mình á. Và trong thời gian với 2 tập thì mình cũng đã tìm ra một vài chỗ để mình có thể cùng các bạn khám phá trong ngày hôm nay. Có tới 3 điểm lần á. Và từ từ mình sẽ khám phá hết. Nhưng mà mình muốn nói với các bạn một chuyện không vui cho lắm. Đó chính là cái tool belt mình để ở đây á, không biết nó rớt ở đâu mất tiêu rồi á. Hay là trong lúc mình đánh rồng có mình bị con quái nào ăn cắp ta. Trong cái tuân beo này chứa một cây rapier bằng máu rồng được cường hóa cực kỳ xịn luôn, kể cả những cây cưa này cũng như một vài dụng cụ khác của mình nữa. Bây giờ mất hết trơn rồi. Giờ mình mới đi á, nên thôi kệ đi, lỡ mất thì biết sao. Giờ mình tìm hết trong nhà rồi không có thấy đâu hết trơn á, khá là tiếc luôn. Trời ơi, đi đánh rồng cái bị người ta móc túi mất tiêu gồm gì nịt đây. Thôi tạm thời thì mình sẽ cởi giáp đồ, cái bộ đồ giữ ấm này ra mà mặc tạm set đồ rồng xanh lai vào nhá. Và mình muốn test thử coi là đâu rồi. Mình nhớ lúc trước mình có những cái vải rồng nguyên tố của em rồng lửa, nhưng mà không biết đâu rồi ta. Và cái kéo rồng nó cũng, ủa kéo cắt vải rồng nó cũng bị mất luôn. Trời ơi, mất quá trời thứ luôn. Mình sẽ làm lại một cây mới nè, rồi đưa em rồng lửa ra ngoài để cắt vải coi. Vì phía trên nhà mình có một set đồ rồng lửa mà chưa có được sửa. Mình muốn thử là có thể sửa cái set đồ rồng lửa đó bằng cái đe không á. Đây, cắt thử nè. Rồi, được 3 cái. Hy vọng là sửa được nha. Nếu mà sửa được thì chắc mình sẽ cố gắng enchant luôn set đồ rồng lửa. Vì cái hiệu ứng buff của set đồ rồng lửa cực kỳ hay, giúp mình có thể kháng lại những con rồng mà hoang dã. Cái quần cho bãi rồng vô. Ui sửa được. Ủa hay vậy. Cái này là số 4 đi. Tại vì trong đây khi mà mình sửa tự động nó đổi tên, các bạn ơi, mình sẽ để số 4 à. Vậy là quá tuyệt rồi. Là mình không sợ bị hư nữa các bạn ơi. Chỉ cần một vải thôi là mình sửa được full đồ bền luôn á. Cái này là số 3 nè. Kế tiếp là, ủa hình như mình hết vải rồng. Hình như mình hết vải rồng mất tiêu rồi. À, vậy mình sẽ để vải rồng lửa này ở ngoài để một xíu, cắt thêm vải rồng nha. Rồi mình sẽ tiếp tục sửa bộ đồ rồng lửa. Trong lúc chờ lại cho bé rồng lửa hồi lại cái vải á, thì mình sẽ đi lên trên để enchant nhẹ set đồ rồng này lên. Đầu tiên là mình sẽ ép vào nó một cái dòng bảo vệ để tăng cái sức phòng thủ lên nhá. Ê, ép lộn rồi. Bảo vệ nè, bảo vệ 4 luôn. Bên cạnh đó thì mình sẽ cho thêm một xíu chầm hổng đi. Nó cho chầm hổng 2 cũng được. Tốn được bao nhiêu cấp đây? Ôi, tốn gần một cấp bạn ấy. Mấy cấp độ cao thì nó sẽ càng nhiều điểm kinh nghiệm đó các bạn ơi. Kế đến là cái ủng nè, cũng cho bảo vệ với chầm hổng 2. Rồi tiếp theo là cái áo chầm hổng 2. Và cuối cùng là cái quần thôi. Và ra ngoài tiếp tục cắt vải nha. Hy vọng bé rồng của mình sẽ hồi vải được chầm hổng 2 nè. Rồi giờ thì nó đã khá là mạnh và tốt rồi đó. Nhưng mà vũ khí thì mình chỉ còn đúng cái cây kiếm này thôi. Mất luôn cái kiếm rồng băng luôn á. Kiếm rồng băng mình nhét vô cái tuôn beo mà giờ nó mất tiêu rồi. Thiệt tình có công như nịch thôi mà cũng bị ăn trộm nữa. Bo cái tài luôn á. Này còn, á, mình còn nè. Hay là mình làm lại cái kiếm rồng băng đi. Kiếm rồng băng xịn lắm chứ bộ. À, một cái gậy, à không. Kiếm rồng này thì mình cần phải có xương quy đờ cơ. Xương quy đờ thì mình có trong này. Và làm lại cái kiếm thôi nào. Không sợ đâu. Ép vô một cái lên trên, enchant cho nó xịn hẳn. Những cái kiếm này á, thì mình có thể ép dòng, coi nào. Đầu tiên á, mình sẽ cho cái dòng Advanced Sharpness. Vì cái này mặc định nó là 9, ôi nhưng mà sao trừ dữ vậy. Ôi chưa nha, cần phải suy nghĩ lại nha. Nhưng kiếm rồng lửa thì nên enchant nè, tại vì nó chất lượng nó là ken đấy, cộng sức tấn công và tốc độ tấn công. Rồi mình sẽ ép cho nó Advanced Sharpness để tăng sức tấn công lên là bao nhiêu đây. Ui lên 15,5 sức tấn công luôn. Ép thêm cái dòng Critical đâu rồi?
Cry á, Critical Cry. Đây, chí mạng nha, đánh chí mạng có thể nói là tốn rất là nhiều máu của cây đệt. Và cái đến đó chính là đâu rồi ta? Đức tin thì mình nghĩ không cần đâu, tại vì chủ yếu mình dùng đánh rồng mà. Mình sẽ dùng cái còn knockback hả? Thôi anh knockback để lùi mà không ít đâu. Light steel, đúng rồi, light steel để tăng hút máu lên. Đó, như vậy thì cái kiếm rồng của mình đã rất là xịn. Và ép hẳn cho nó cái dòng chậm mỏng luôn đi, để giúp mình có thể sử dụng lâu hơn nha. Rồi, vậy là bây giờ thì cây kiếm rồng lửa của mình đã rất là tốt. Bên cạnh đó thì kiếm rồng băng mình phải xem xét lại trước khi mình cường hóa lên á. Để không thôi uổng hay sao. Coi nào, mình có xương rồng không? Nếu mình nhớ không lầm thì hình như cái cây kiếm này á, mình có thể sửa lại bằng xương rồng thì phải á. Đúng không? Đúng rồi. Đập nè, Grey Full. Mình muốn cái dòng cái đó là Master Full đúng không ta? Thử coi, mình có nhiều xương rồng mà sợ gì. Nó trừ hết luôn rồi. Ok á, sao không cầu gì trơn vậy? Chẳng lẽ mình đem hết cái thùng xương rồng lên trên để sửa cây đó ta? Vậy thì nó kỳ lắm luôn á. Ít nhất mới cho người ta dòng cái Master Full chứ. Master Full hay Grey Full gì đó đi. Sweeping hả? Thôi tốc độ tấn công thì không cần quá đâu. Legendary. Wow, một cây kiếm Legendary rồi. Tiếp tục với kiếm rồng lửa đi, mình muốn có hai cây cơ. Thử. Nhiều xương đầu mà sợ gì. Lại là Ken thôi, Ken có rồi. Mình muốn Legendary. Sweeping nữa. Sharp. Không tin là hết số xương rồng này không ra Legendary. Đấy, vừa nói ra liền luôn nè. Vậy là hai cây kiếm bằng máu rồng của mình đã có chất lượng Legendary hết rồi. Cực kỳ xịn luôn á. Và bé rồng lửa đâu rồi ta? Hình như bé rồng lửa mình còn để ở ngoài sân thì phải á, đúng không? Đúng rồi. Giờ thì mình sẽ ra ngoài cắt thêm một lần nữa cho em vô trong amulet nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu sửa nốt cái set đồ rồng trước khi đi đánh rồng thôi. Cho cái nón vô nè, sửa lại một lần. Ấy, 27 mới full domain hả? Áo thì sao? Vậy sửa áo đi, 27 đi sửa áo thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Áo thì mình sẽ cho số 2. Và cái nón thì mình sẽ cho nó là số 1. Cho hai cái vô. Rồi, vậy là cái bộ đồ của mình đã full domain lại rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ mặc vào. Ấy, nhưng mà cái tên nó chưa được sửa. Đây mình sẽ sửa tên đi để cho nó nhìn nó đẹp đẹp hơn. Theo thứ tự là 1, 2, 3, 4. Và trước khi đi á, thì mình sẽ treo cái set đồ rồng xanh lai lên á, để cho cái chỗ trưng bày đồ của mình nó đẹp hơn. Ui, hai set đồ này nhìn na ná nhau á. Nếu mà nhìn không kỹ thì rất là dễ bị nhầm luôn á. Chứ sắp tới phải cố gắng kiếm thêm mấy bé rồng đực về để làm giáp để dễ dàng phân biệt hơn quá. Rồi giờ thì mình sẽ làm nhẹ con cá nè. Uống thêm miếng nước rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến khám phá mở rộng trong ngày hôm nay nhá. Điểm đầu tiên đó chính là chấm hôi 1 nha, đến lượt thôi. Và chấm hôi 1 này á, đó chính là một cái công trình gì đó mình cũng chưa biết rõ. Khi mà đi vô Ravine tìm những cái hang rồng thì mình phát hiện nè, nó chứ này có các cái gì rất là đặc biệt đúng không? Nên giờ mình sẽ đào thử, có cả Emerald nữa chứ. Lượm về luôn. À đây, có đường xuống nè. Nó, ý sao có bé dân làng nữa? Ủa đừng nói đen ngôi làng dưới lòng đất nha. Tối nào mà nhìn cái phía trên thấy. Ui, chưa. Cò Reaper. Hí, đóng băng rồi. Và chết luôn đi. Rồi một cái Epic Loot bác. Có cái để xíu mở rồi. Và đây là bác thủ hư nữa nè. Bác này đổi Dai Sam. Ui, dân mấy dân làng. Ui, vậy là ngôi làng này bị zombie tấn công rồi. Không được, mình phải giết mấy bác này để không thôi là sẽ cắn mấy bác còn lại á. Mình thì chưa có thuốc giải nên trời ơi, ngôi làng như lòng đất. Không biết trong người mình còn đuốc không ta. Mình hết đuốc mất tiêu rồi. Chắc tại ở đây thiếu ánh sáng á. Để mình chia mấy cây đuốc đang có ở đây để mình cắm thêm nhá. Chứ không thôi sắp tới ngôi làng dưới lòng đất này nó đã thành ngôi làng zombie thì toan luôn á. Cái spawner mình sẽ đạp ra. Cái này là lại có Reaper nè. Vậy là chỗ này tối lắm nè. Bởi vì quái quá trời á. Chứ làm gì thắp sáng đầy đủ mà có quái xuất hiện. Trong này chứa gì đây? Ui, có cái dừa màu vàng luôn. Ui, đã vậy. Nhưng mà rương thì trống lỏng à. Vì đây thật sự là một cái ngôi làng dưới lòng đất trong truyền thuyết nè. Tại vì đó giờ thì lần đầu mà mình gặp được một cái ngôi làng dưới lòng đất giống như vậy. Nguy hiểm thiệt á. Đây còn có con quái gì nữa. Còn quái gì nữa, hút hả? Hút ta vô làm gì? Hút này. Đằng kia là một cái nhà nữa.
có rường cái kiểu nè, có hồ lava luôn. Chờ để mình qua đây mình khám phá coi còn còn mấy dân làng nào còn sống trong khu này không nhá, hay là bị mấy con zombie dân làng này giết hết rồi, cũng có thể lắm á. Tại vì đằng đó có cả một cái lồng spawn của mấy tên thay ma dân làng nữa kìa. Ui ở dưới quá trời luôn. Vậy là đó là những cái bác dân làng cuối cùng trong ngôi làng hay sao á. Rương ở đây toàn là rương trống không à các bạn ơi, không có chứa đồ á. Ồ, cái này rất là bí ẩn luôn. Để mình cố gắng khám phá hết cái ngôi làng này coi coi có những cái gì đặc biệt nhá. Ui trong này còn có nuôi con quái vật gì nữa nè. Cái này nhà này nhà của bác nào đấy, có chứa gì trong không? Thì mình đoán thì chắc trong này cũng toàn là mấy cái rừng trống chứ gì, tại vì nãy giờ mình toàn thấy rừng trống không á. Ui một bác dân làng còn sống nè, ở yên trong đây nha, đừng có ra ngoài nhá, để tốt cho bác ấy hơn thì chắc mình sẽ chặn lại luôn đi, dùng khối emerald chặn cửa lại đó, vậy là bác sẽ không đi ra ngoài chứ không thôi ra ngoài zombie cắn bác ấy chết. Bác này đi tranh thủ vô nhà núp đi, trời ơi bên ngoài này nguy hiểm lắm luôn, quái tùm lum mà mình đi ra ngoài ngắm mát hay cái gì vô tệ luôn á. Đây thì cũng khá là nguy hiểm nè, trượt chân xuống đây mình cũng chết nữa, đừng đừng nói chi bác chân làng. Rồi giờ thì qua đây kiểm tra nè. Ê, ê con này định cắt bác dân làng hả, định cắn bác dân làng nè, con zombie nhỏ mà hung dữ tên này nữa, trừ hại cho dân. Rồi 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 khu này thì sao, làm ơn cho một cái rương có đồ để anh ta có động lực đi khám phá tiếp á. Trời không cho cái gì luôn á, toàn là rương trống lỏng à. Uống miếng nước trước đi cho đỡ giận nè. Và đây là khu vực chặt cây của mấy bác dân làng hay sao á, có nước thì mình sẽ xin miếng nước để làm nước uống nhá, lọc ra luôn. Ấy ấy nhầm nhầm nhầm. Ủa? À gì mới được gì mới được. Đặt ngang mới chịu nữa chứ. Ủa đây đây có đèn nè. Ủa nhưng mà sao nó không sáng ta, không hiểu luôn. Ui 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 hên quá hên quá, mình phải xài kiệm không thôi, nổ đùng phát là hư chỗ này rồi. Ui cái này phải cẩn thận ở sau lưng nữa. Rồi và đây hình như là cái nhà cuối cùng trên cao nè. Ui có tầng hầm luôn. Ồ nhà này chắc có đồ. Ủa không có đồ luôn hả? Ủa gì kỳ vậy, xuống đây thì sao, đây là cái nhà ở dưới trung tâm bên sao nè, mà quái đâu hết chặn cửa tùm lum hết vậy, hai con này à. Cả kia cực mệnh này thì dám dám làm nạ mấy bác dân làng à, cho tắm với lava luôn. Rồi vô trong coi. Thì ra mấy tên này tụ tập phía trước, vì phía trong đó là hai bác dân làng đang rất là hoảng sợ. Mấy bác đừng lo, mấy bác đừng lo, mình sẽ cố gắng bảo vệ hai bác này. Có cái đèn thì mình xin về nhá, công mình bảo vệ mấy bác dân làng đó. Còn mình sẽ bảo vệ bằng cách đó, là lấy một cái khói này nè. Đó, mình sẽ chặn trước cửa, vậy là đảm bảo mấy bác không sợ bị quái nó tràn vào. Chặn như vậy, nó đố con quái nào vô chồng được luôn á. Và coi nào trong này chỉ có vài... Ý, đóng băng và tiêu diệt ngươi luôn. Ui bên này vẫn còn đường, bên này vẫn còn đường. Spawner mình sẽ đạp. Quái, quái nè, dám ăn hành hả? Dám ăn hành ở đây, rồi. Và đây là một cái khu mỏ hay sao á. Kim cương. Trong này có kim cương các bạn ơi, lượm coi có phải kim cương thiệt không. Đúng luôn, một viên kim cương thiệt. Ủa nhưng mà chỉ có một thôi hả? Ủa ít vậy ta, có một viên kim cương à. Trời ơi. Kệ có đỡ hơn không. Rồi mình sẽ chạy lên trên cao hơn nữa, coi coi cô này còn gì không nè. Ôi nó còn có cả được đường ray nữa. Ủa đường ray này sao chạy lên nổi, không có miếng tăng tốc luôn á. Cái này đi chắc, cái này chắc đi xuống thôi chứ đi lên sao được, nó đâu có đường ray tăng tốc đâu. Ồ còn có cái để bẻ cua nè các bạn nè. Với tỷ mình muốn đi xuống dưới luôn đúng không, mình sẽ để như vậy, còn muốn đi thẳng qua bên kia thì mình sẽ gạt cần này xuống. Ủa à không phải phải. Không cái này là muốn bên này á, bên này đi xuống á thì mình sẽ gạt để nguyên cái này, còn muốn bên này đi xuống thì sẽ gạt cái này xuống. À, thì ra công dụng nó là như vậy. À, bên này thì nó cũng tương tự giống như bên kia thôi. Chu ba cabra lâu lắm mới gặp nha.
Và vậy là hết rồi đó các bạn ơi, vậy là khu làng này chỉ có vậy thôi hả. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã biết thêm một cái công trình bí ẩn nữa trong Minecraft, đó chính là những cái ngôi làng dưới lòng đất. Trước giờ các bạn cứ tưởng dưới lòng đất chỉ toàn là những cái hang hay là những con quái vật đúng không, nhưng mà ngày hôm nay mình và các bạn đã biết thêm còn có cả những cái ngôi làng dưới lòng đất nữa cơ. Ôi nhưng mà bên đây vẫn còn đường nè. Ồ, nó nối vào một cái hang luôn á. Chắc đó cũng là đường ra của ngôi làng hay sao á. Thôi tạm thời thì chắc mình sẽ tạm dừng cái việc khám phá ngôi làng đến đây thôi. Mình sẽ chuyển qua cái điểm khám phá thứ hai, đó chính là chấm hỏi số 2 nè. Đây, dịch chuyển qua luôn. Và chỗ này thì cũng khá là gần cái chỗ hang rồng á, nên mình sẽ khám phá luôn nhá, rồi sau đó tính hang rồng sao. Nó, mình tự cứ tưởng đây là cái chỗ spawner thôi, mà ai dè cái này là cái căn phòng rất là bự luôn, mà rêu đóng mấy cái lá rêu nè, đóng tùm lum hết trơn á, còn có mạng nhện nữa chứ. Biết phía trên nó có gì nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ khám phá phía dưới trước. Có rương dấu không? Nhìn kỹ kỹ mới được á nha. Cái ngôi làng nãy bự hay tổ chẻn luôn á, mà không có cho người ta món đồ hết trơn á, buồn ghê. Rồi ăn miếng cá cho đỡ đói nào. Ý cái này nó có cầu thang trèo lên nè, để mình trèo lên trên thử coi. Ồ, ui dạng pha thuốc ba cái luôn, có vạt nữa. Lượm về lượm về. Có đồ để chế thuốc rồi nha, được ba cái luôn. Mình sẽ cắt hết vào trong những thứ mà nãy giờ mình nhặt được, lấy ra kiếm với nỏ nè. Rồi và vấn này. Ui cái này cho cà rốt vàng, vậy là đây là chỗ pha chế thuốc bí ẩn rồi nè. Có mình sẽ lượm, có thì mình sẽ lượm. Ủa nhưng mà không ai sống đây hả? Thường thường pha thuốc thường thường là mấy bà phù thủy á các bạn ơi, chỉ có mấy bà phù thủy mới 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 thích pha thuốc thôi. Có chân thỏ nè, chân thỏ thì hình như dùng trong việc làm thuốc chạy nhảy cao thì phải á. Vậy là đây là khu pha chế thuốc của mấy bà phù thủy rồi. Là ngoài căn cứ của bả ở trên mặt đất á, ngay vùng đầm lầy, thì mấy bả còn có nơi ở bí ẩn dưới này nữa ta. Giờ thì mình mới biết luôn á. Ô chỗ này nhìn cũng đẹp quá chứ, có nước các kiểu này, có mía nè. Hấp dẫn nha. Thôi tạm thời thì chắc mình sẽ tạm gác qua khu này luôn đi, và trở lại cái hang rồng cũng là nơi cuối cùng mà mình sẽ dừng chân nhá. Như có một trận đại chiến ở bên đó nữa đó. Rồi đến hang rồng thôi nào. Và cái hang rồng này nó sẽ ngay một cái khu mỏ bỏ hoang luôn, trong lúc mình khám phá Robin thì đã phát hiện. Và đó các bạn thấy chưa, nó đang ngủ say, nó đâu biết gì đâu. Coi coi khu mỏ này còn cái gì để cắm. Ui có kim cương. Vậy là còn có kim cương trong này. Ê nó thấy rồi. Thấy hả? Thấy ta rồi hả? Ai ai ai, thấy mình thì mình sẽ triệu hồi rồng ra liền, giúp anh bé rồng ơi. Đúng rồi, tấn công hắn đi, tấn công hắn đi. Lần này mình sẽ cho mấy bé rồng toàn quyền xử lý luôn. Ý, cố lên cố lên. Ui ba bé đang tập trung đánh. Ý chết chết, đánh nhầm bé rồng. Ui mình định đánh con quái mà đánh nhầm bé rồng rồi. Đúng rồi, con rồng đang tập trung đánh mình, cũng mình sẽ đánh tiếp mấy bé rồng. Nó gần chết, nó gần chết rồi các bạn ơi. Ủa mình không thấy đường đánh luôn á. Cố lên mấy em ơi, cố lên. Anh tin mấy em có thể làm được. Yes. Wow, các bạn có thấy sức mạnh khủng khiếp của những bé rồng khi kết hợp lại với nhau chưa? Ui, mấy bé này chỉ mất dao động từ năm mươi mấy đến mười mấy máu, ủa 20 mấy máu thôi các bạn ơi. Và đã đánh bại được con rồng rồi, bên cạnh đó còn giúp mình tiêu diệt con quái đang đe dọa nữa chứ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc mà mình muốn nhất, đó chính là lướt xác rồng nhá. Hy vọng hôm nay sẽ rơi ra thiệt đồ là nhiều đồ tốt cho mình. Ui có ghi gì chưa, để đẩy ra coi. Chặn cái rồi đó. Ủa không ra thiệt là nhiều đi, trứng rồng. Yes. Ra rồi, ra trứng rồng rồi các bạn ơi. Wow, hấp dẫn nha. Một cái trứng rồng hình như là bronze thì phải. Đúng rồi, bronze S nè. Có được trứng rồng rồi, sau bao ngày vất vả thì mình đã có được một quả trứng rồng hoang dã đầu tiên rồi các bạn ơi. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn đó. À mà không may mắn lắm đâu, tại vì mình đã lỡ mất hết một cái lúc cái cộng viên địch rồi, cộng nó chứa rất nhiều vũ khí xịn của mình luôn á. Kệ đi, giờ bù bằng quả trứng rồng cũng được.
Rồi giờ mình sẽ trở về nha. Và mấy em đồng mình sẽ đưa ra ngoài để mình còn chữa thương nữa. Coi nào, ra đây. Có này tiên bướm không? Ủa này tiên bướm đâu rồi? Mình đang định nhờ này tiên bướm chữa thương giùm mấy bé rồng á. Không chữa thôi, mình tự chữa không được. Mình cho ăn là được à. Tại vì mấy bé rồng sẽ rất là mau hồi phục khi mà mình cho ăn các bạn ơi. Rồi giờ thì em này. Ê, ngồi xuống. Em rồng lá nè. Ê, ngồi xuống và cuối cùng là em rồng băng. Sau đó thì mình sẽ cho ăn thịt rồng nhá. Ở đây mình có tới 11 miếng thịt rồng lận á. Em một miếng. Em một miếng nè. Em này một miếng và em này một miếng. Đủ đói chưa? Đủ no chưa? Có em nào ăn muốn ăn thêm không? À, rồng băng thì sao? Ui mấy em này ăn một miếng thịt rồng là đủ rồi các bạn ơi. quá tuyệt luôn á. Cho mấy em này ăn mà không cho mấy em kia ăn thì nó cũng kỳ lắm đúng không? À, thế nên mình sẽ cho hết mấy bé rồng ăn thịt rồng luôn nhá. Đây là thịt rồng hoang dã nên có thể ăn thoải mái chứ không phải thịt rồng nguyên tố đâu. Rồi cho ăn miếng nè. Miếng nè và em một miếng nữa. Rồi vậy là nguyên đàn rồng của mình đều đã thưởng thức được cái món thịt rồng từ chiến đánh rồng lần này. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một quả trứng rồng hoang dã đầu tiên rồi đó. Đây mình sẽ đặt ở nhà. Giờ thì đặt ở đây thoải mái các bạn ơi, nó sẽ không có nở ra đâu, cũng như là không có bị ung gì hết á. Mình chỉ muốn đặt ở đây để mình có thể dễ nhìn ngắm hơn. Và nãy giờ mình đã bỏ quên một chuyện rất là quan trọng, đó chính là cái bé rồng đâu rồi ta, cái bé rồng bầu trời của mình á cũng đã lớn rồi. Ủa không, cũng đã nở ra rồi á. Mình phải đặt ở trên đây một khối để cho đừng có hấp thụ cái nguyên tố băng ở bên ngoài á. Và đã nở ra một bé rồng Aether. Đây là một bé rồng đực nha. Hổng rời mới có một bé rồng đực á, toàn ra mấy bé rồng công chúa không à. Bây giờ thì chắc mình sẽ dẫn bé rồng đực này về nhà và ở trong nhà một thời gian nhá. Tại vì bây giờ đang mùa đông á, ra ngoài thì lạnh lắm. Ở nhà chơi chung với mấy bé sói cũng như kỳ lân biển đi. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng đánh bại thêm nhiều rồng để tìm thêm những quả trứng rồng hoang dã kế tiếp nhá. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chương trình mở loot bag luôn thôi. Tại vì trong ngày hôm nay á, mình nhặt được khá những cái epic loot bag nè, cũng như là legendary luôn. Mình sẽ mang ra ngoài và mở nốt. Đầu tiên thì mình sẽ mở cấp độ thấp nhất, đó chính là Uncommon đi. Uncommon thì mình sẽ mở trước. Và cái đầu tiên nè, ui nó cho morphine cũng như là phôi sắt. Thôi tạm thời mình sẽ lấy tạm hai thứ đó. Kế đến là Emerald, tạm ổn. Một cái bong bóng mana cái xíu thì có rồi, mình sẽ không lấy tiếp. Và hai cái còn lại cho một cái đĩa nhạc thôi. Đĩa nhạc thì mình đâu có muốn nghe nhạc trong tầm này đâu, mấy cái đĩa nhạc hơi phế một xíu á. Rồi giờ thì đến những cái loot bag cấp độ legendary nhá. Cái đầu tiên, ui lại là giáp ngựa kim cương. Một cái như vậy á, tức là cho mình tới 8 viên kim cương lận á các bạn ơi. Một trái tim vỡ mình sẽ lấy luôn. Cái đến là một cây kiếm kim cương, một cái thánh giá, một cái gương này thì không xài được mình sẽ không lấy, chỉ lấy trái tim thôi. Rồi và giờ thì đến cấp độ ray, cũng là một cái ray cuối cùng cũng là duy nhất nhá. Sẽ ra ngọc ender, bong bóng, iron ring thì mình sẽ không cần. Và còn 5 cái epic loot bag cuối cùng thôi, mình sẽ mở nốt luôn. Ui kỳ á, lambit mà epic mà không cho cái đồ xịn gì trơn vậy, toàn là đồ dở mà. Nó ít nhất phải là cái này, một cái sẻng, hai viên kim cương và một trái tim bị vỡ nữa. Đã giờ được 3 trái tim rồi đó. Cái em biết còn lại nè. Ấy, cái này là cái gì ta? Ui, cái này là côn nhị khúc nè. Cũng được á nha. Một cái hitting goal, một cái thánh giá nữa. Rồi và sau cái chiến mở lướt bát lần này thì mình nhặt cũng được hai cái đồ nè. Và trong đây mình nghĩ tốt nhất vẫn là những cái giáp ngựa thôi, vì nó sẽ cho mình tới 8 viên kim cương sau khi nung ra á, cũng như là cho mình một vài cái bong bóng. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại xong rồng Ender và cũng như là sửa lại cái set đồ rồng lửa rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng cắt thêm vải của mấy bé rồng còn lại để chế tạo những cái set đồ rồng nguyên tố nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.